Các bạn thân mến, thì hôm nay là mùng 6, tối mùng 6 tháng 3. Thì hôm nay này có mấy cái kiến nhỏ nhỏ này. Buổi trưa thì toàn cây có hoa to, là chiều có mấy cái nhỏ nhỏ thôi. Thì chia sẻ. Thế như những cái đây là 200.000, 200.000, cái này là 500.000. Cái này có hai con kiến, một con là đỏ đen xì. Thì nó mưa nên là tôi quay trong nhà. Tôi xách vào nhà tôi quay. Rồi nó có một con tím nệm này. Cái này là hai kiến thân nó rất nhiều này. Hai cái này phải 500.000. Và một cái dè ở đây. Nó dài viên gạch của tôi là 40, nó dài gần hai viên gạch kìa các bạn này. Mầm gốc của nó đang lên đây. Đấy. Thế cái này cũng 500.000, tất cả của chiều nay. Trời nó mưa nên nó ầm ầm ở bên ngoài. Thì vào chi tiết thì đây cái hình số 1 là 200.000. Đây các bạn nhìn, tôi bỏ cái phân tan chậm mà cái phân thông minh. Cái này một con kiến nó lên hai mầm. Nó được khoảng gần 5 cm. Đấy các bạn nhìn. Thì tôi quay trong nhà ánh sáng điện đấy thôi. Con này nó màu tím tím, một con kiến thì 200.000. Thì vì nó trồng trồng nó đã thuần với đây, con này thì tôi trồng cũng lâu rồi. Con này tôi lấy kiến nhỏ tôi về tôi trồng. Từ cái đợt mua nó còn con nhỏ nhỏ tôi trồng thì hôm nay nó lên hai mầm này thì chia sẻ 200.000. Riêng cái này là tôi trồng, còn mấy cái này là mấy đứa em nó đưa xuống. Cái hình số 2 thì cũng 200.000. Thế nó là kỳ. Nhưng mấy cái này là kỳ rừng, nó có 3 cái nhưng mà kỳ 52 các bạn nhìn này. Thì những cái thân đây các bạn nhìn, cái thân thân rất nhỏ này. Cái này thì to, cái này là nhỏ. Như đây nó có 4 cái đầu kỳ này. Đầu kỳ năm nhất này, kỳ riêng cái này có 2 cái này, nhưng nó lên mầm đây. Nó được khoảng 2 3 cm. Thì cái này kỳ nhỏ tí thì nó cũng lên một cái mầm đây. Cái này thì cũng một cái nhỏ tí mà lên là hai cái mầm. Nó tím tím. Đấy thì quay do ánh sáng điện nên quay nó đấy, thì tôi cố gắng tôi quay các bạn xem. Hình 2 này là 200.000. Sang hình 3 này thì là 250.000. Cái này thì nó đưa xuống tôi không rõ là kia kiến, nhưng mà đây nó phải đến năm thứ 3 rồi các bạn. Mà cái này không cẩn thận là chuẩn bị có hoa nơi. Cái bên này cũng thế, thì nó trồng nó liền vào nhau này. Nhưng mà nhìn cũng không rõ. Như cái thân này nó được khoảng hơn 10 cm. Đây này các bạn nhìn, khả năng không hoa nó nứt. Không biết phải nứt không. Cái này có thể là cho hoa là vì đấy, nó có hai cái thân này và một cái mầm lên đây. Cái này thì còn có một cái thân này. Đấy, và một cái mầm này lên cũng rất là khỏe. Thì cái hình số 3 này là 250.000. Sang hình số 4 là cũng 250.000. Trời mưa quá không biết nói các bạn có nghe được không, thôi thì cứ thông cảm thôi. Thời tiết thì Kon Tum thì bây giờ bắt đầu hôm nay mưa nhiều lác đác, mưa nhỏ nhỏ này, trời nó rất là nóng. Cái này thì cũng còn hai cái, đây là cái dạng kiến kiến hay kỳ, nhưng mà nếu mà khả năng là kiến kiến nhiều hơn. Nó có hai mầm gốc và một cái đây là nó nhỏ nhỏ cũng lên một cái mầm tím nị. Thì mấy cái này nó tím bởi vì nó phơi ở ngoài nắng, phơi ngoài nắng thì những cái nào nó tím là tơ tím hẳn lên. Và cái này của nó, thân này của nó cũng khoảng 10 cm. Đấy, chiều nay toàn cái mini, buổi trưa thì toàn cái to. Thôi thì bưu điện người ta vẫn vẫn gửi, người ta thông báo vẫn gửi, bởi vì có vấn đề gì người ta cũng thông báo lại cho mình. Nên là vẫn ấy thì tôi cũng cứ làm video quay này. Còn nó trường hợp mà người ta không cho gửi thì mình lại chuyển sang là trồng và chăm sóc thế thôi. Rảnh rảnh chứ bây giờ cũng rảnh thì cứ làm đấy. Đấy các bạn, còn như cái mầm đây nó lên được khoảng 5 cm, các bạn cứ so ngón tay thôi thì đo nó cũng khó để các bạn hình dung. Còn cái này nó chỉ được khoảng 3 cm, nó hơn một đốt ngón tay cái mầm ngon này. Thì cái hình 4 này 250.000. Sang hình 5 này thì 350.000, vì cái này rất nhiều kỳ. Chủ yếu là những cái này là kỳ rừng thôi, mấy đứa em là nó đi là nó cứ nhặt những cái có kỳ là nó về nó vứt vào, nó trồng đây cho rêu ẩm, các bạn thấy cho rêu ẩm là nó lên. Nhưng mà nó thường thường là kỳ 52 rồi các bạn.
đây chỗ đây thì nó ra một mầm này đấy, lá nó cứ kiếm, còn như đây mà một cái hai cái đếm nó phải 5 cái đầu đấy các bạn, rất là nhiều. Như cái đây nó còn có một cái thân nhỏ đây, vào đây đấy, 1 2 3 4 5, 5 cái đầu khi lên, và cái 5 đầu thân năm trước của nó nữa. Các bạn thấy thường thường là kỳ 52 rồi đấy. Đấy, các cái thân nhỏ nhỏ nó vứt tùm lum đây. Cái này có 5 đầu kỳ. Đấy, 1, 2, 3, 4 này, 5 này. Đấy, còn mầm thì cũng 5 cái này. Thì 350.000. Sang hình số 6 là 400.000. Cái này nó to hơn các bạn, nó như những cái này nó kỳ to rất khỏe. Mà đây thì thân của nó như cái này nó là 2 2 năm 5 3 rồi, 5 3, bây giờ một mầm lên đây, mầm đây nó hai cái này không phải là một, các bạn hiểu không? Đây nó có một cái đoạn thân ngắn đây này, chỗ này là thúng tụm là hai cái này, hai kia hai mầm này, cái thân này cũng hai kia, đây là 3 kg, nó một cái đây này, toàn 52 hết này. Đấy, hình này là 400.000, hình số 6 400.000, vì cái này nó to hơn, to hơn mà ông ấy mà loại là 3 loại đấy, 3 loại kg các bạn. Vì đây này một thân ở dưới đâu đây này, đây một cái này dưới mọc dưới đây, một cái mọc trên đây, cái đoạn thân già đây, đây đoạn thân già có 3 đoạn thân già, nhưng mà có 1 2 3 5 5 cái kg, 51, và những cái nên này là 52, nó có 4 mầm. Thì cái này là 400.000, là hình số 6 400.000. Sang hình số 7 là 500.000, hình số 7 này 500.000. Nó mặc dù nó có 2 con kiến này, như kiến rất nhiều thân. Con này tôi định để lại để tôi chăm vì tôi thấy nó đỏ, đỏ au rồi. Nó có 2 mầm hay 3 mầm, nó tối tôi nhìn không rõ, 2 mầm đấy các bạn thấy nó đỏ tím, và con bên này thì nó không tím, xanh thì nó cũng không phải xanh nhưng mà nó không tím, ý tôi nói đấy. Hai con này kiến rất nhiều thân, tôi định để con này tôi lại tôi trồng, nhưng mà thôi thì cũng đưa đây, bạn nào ưng thì sưu tầm. Thì cái hình 7 này là 500.000, hình này phải 500.000, tương đương một con kiến nhiều thân này mà 250 thì đấy các bạn, như con này tím này, một con là xanh này. Đấy, loại này thì nó rừng, thân nó rừng, nhưng mà cái này nó mặc ra là cái này liệu có hoa không, nó ngắn ngắn này, hai màu gốc đấy là 500.000. Và hôm nay có một cái dè thì tôi cũng đưa lên, dè tôi định trồng nhưng mà thôi cứ đưa lên đây các bạn xem. Thì như các bạn thấy gạch của tôi là gạch 40, cái này nó gần bằng 2 viên gạch nha. Đấy các bạn, gần bằng 2 viên gạch, nó có 3 cái thân già đây, còn mấy thân khô không tính, còn mầm gốc của nó lên đây. Đấy, mầm gốc nó lên này rồi. Đấy, thì cái này là nó dài gần 80 cm, nó phải 70. Chắc là hơn 3 ca. Thì cái này là hôm nay là hữu nghị là 500.000. Bạn nào ưng thì cái này thì thân tơ của nó thì chắc cũng sắp ra hoa, loại thân mảnh. Thì các bạn biết thì ở Chimoray hoặc là một số vùng ở Kon Tum này thì, hoặc Gia Ly là những cái cây thân mảnh nhưng mà nó hoa nó rất to và nó rất thơm. Khi các bạn về các bạn chăm sóc tốt thì thân nó cũng rất là to. Đấy, chứ còn nếu ở trong rừng thì thân nó chỉ mảnh này thôi, các bạn so ngón tay. Thì có bạn thì mua của tôi về bảo sao thân nó nhỏ đấy, thì nó có 2 loại, một loại thân nù đốt ngắn và một loại thân mảnh. Và những cái thân mảnh đây các bạn nhìn, nhiều bạn bảo thử củ ná, tức là cái gì củ ná đây, nhưng mà tôi cũng không để ý. Cái này là tôi định để tôi trồng đấy, nhưng mà dạo này nó ít thì thôi, thì cũng cứ chia sẻ đấy, bạn nào sưu tầm thì sưu tầm, còn không thì lại trồng thôi. Để trồng nó lên hoa thì lại chia sẻ và đóng vào cái chậu thật to. Đấy, thì video hôm nay thì tôi làm đây kết thúc, và xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Bạn nào sưu tầm thì nhắn tin vào số điện thoại 0965 895 207.